Em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Ngay ngày hôm qua thì bên em đã thi công xong cái hoàn thiện cái công trình tại Ngọc Điểm Trường Thành Hải Dương, Thanh Hà Hải Dương. Thì hôm nay anh em đã rút quân sang và tiếp tục thi công một cái căn mới tại địa chỉ là xóm 13, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đây là cái công trình của bên em và buổi sáng nay bắt đầu tiến hành dựng. Từ sáng bây giờ đã bắt đầu lên được cái đường nóc rồi. Đây, bây giờ mời mọi người cùng tham quan công trình của bên em. Nhân tiện đây em xin chia sẻ về cái cách tính diện tích mái cho một cái công trình bất kỳ nào đó, hoặc là một cái trường hợp cụ thể như là ví dụ như là chúng ta có một cái mái, một cái mái này chúng ta muốn đập, bây giờ chúng ta không biết là tính tổng cái chi phí cho cái mái đấy hết bao nhiêu, thì nhân tiện cái video này em xin chia sẻ luôn với mọi người nhé. Vâng, thưa quý vị, em xin lấy một cái ví dụ như là quý vị đang có một cái công trình giống như cái công trình bên em đang thi công ở đây, và quý vị dự kiến là sẽ lợp một cái loại ngói trắng men loại đẹp có giá là 18.000 đồng một viên. Vậy thì chúng ta sẽ hết khoảng bao nhiêu tiền? Bây giờ em sẽ đưa ra cho mọi người một cái công thức tính, nó mang tính chất tương đối và gần đúng. Có thể cái sai số nó có nhưng mà nó không nhiều lắm. Em xin lưu ý với mọi người là cái công thức này ấy, thì nó khá là đúng đối với những cái công trình mà có diện tích mái lớn trên 100m2, diện tích mặt sàn ấy, trên 100m2 thì cái công thức này nó rất là sát. Thế còn những cái công trình mà nó nhỏ, diện tích mặt sàn dưới 100m2 ấy, thì công thức này nó sẽ nhỏ hơn, có thể nó sẽ nhỏ hơn cái con số thực tế một chút. Do là cái mái nhỏ thì bao giờ cái đơn giá theo mét vuông hoàn thiện ấy, bao giờ nó cũng sẽ lớn hơn những cái công trình mà có diện tích mặt sàn lớn hơn. Bây giờ em sẽ đầu tiên chúng ta phải đi tính diện tích mái dốc theo diện tích mặt sàn. Thì công trình này có diện tích mặt sàn là 120m. Thì diện tích mái dốc nó sẽ bằng diện tích mặt sàn mà nhân với hệ số 1,3. Đó là cái hệ số chung cho các cái dòng mái Nhật. Mái Thái thì nó cao hơn, nó có thể nhân với 1,35 đến 1,4. Tuy nhiên thì mái Nhật chúng ta nhân với 1,3 là đã có cái phần dôi dư ở trong đấy rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ được là diện tích của mái dốc sẽ bằng 130 nhân với 1,3 bằng 156m. Tức là cái công trình này sau khi hoàn thiện nó sẽ có cái diện tích mái là 156m2. Bây giờ chúng ta cần đi tính tiếp, đó là đơn giá hoàn thiện cho 1m2 mái. Thì cái đơn giá hoàn thiện này chúng ta sẽ gồm 3 phần. Một là phần vật liệu làm khung xương này. Thứ hai là phần nhân công thi công khung xương cũng như là thi công đập ngói. Thứ ba là về cái phần ngói. Đấy, thì đối với các cái công trình mà thi công bằng hệ khung kèo thép siêu nhẹ, bên em đang thi công chọn gói gộp cả cái phần khung xương cũng như cái phần nhân công vào, thì bên em đang thi công với cái giá đơn giá là khoảng 450 đến 470 một mét. Đấy, và đối với công trình này bên em nhận với giá 450 một mét này. Thì chúng ta có con số của mục 1 và mục 2 là 450. Về cái phần ngói thì hiện tại chúng ta chỉ biết được cái giá ngói là 18.000 viên thôi. Chúng ta chưa tính được cái phụ kiện đi kèm cộng với cái phần cắt vỡ hao hụt của nó nữa. Thì chúng ta có là 18.000 một viên này nhân với 9, cái dòng ngói này sẽ là dòng 9 viên một mét. Nó sẽ bằng 162.000 đồng một mét vuông. 162.000 đồng một mét vuông. Bây giờ em sẽ đưa tiếp cho mọi người một cái hệ số nữa để mọi người nhân. Khi chúng ta nhân với cái hệ số này nó sẽ gần như là ra cái giá hoàn thiện bao gồm cả cắt vỡ, cả phụ kiện đi kèm, đó là chúng ta nhân với em cho em với hệ số 1,5. Thì nó sẽ thành là 160 nhân với 1,5 bằng 243.000 một mét. Đấy là về phần ngói, chúng ta cộng với 450.000 thì nó sẽ bằng 693.000 đồng một mét. Gọi chúng ta lấy trung bình là khoảng 700 đi. Tức là hoàn thiện toàn bộ cái phần cái công trình này sẽ hết 700.000 một mét, gồm tất tần tật từ khung xương, từ nhân công và phần ngói. Nhân với cái diện tích mặt mái dốc là 156 nhân với 700 thì chúng ta sẽ hết 109.200.000. Chúng ta vậy chúng ta cần chuẩn bị khoảng 110 triệu là sẽ ok. Đấy là chúng ta dự trù một con số nó rất là sát với cái công trình này. Xin lưu ý mọi người là cái hệ số cái phần ngói nhân với 1,5, cũng có một số những công trình chúng ta chỉ cần nhân với 1,4 thôi. Do là cái công trình càng lớn thì con số 1,4 nó sẽ chính xác hơn. 1,5 là đối với những công trình vừa và nhỏ thì chúng ta nhân với 1,5. Mặt sàn dưới 150m thì chúng ta nhân với 1,5. Còn trên 150m thì chúng ta nhân với 1,4. Đấy là cái kinh nghiệm khi bên em thi công nhiều và rút ra thôi, chứ nó không phải là công thức quy chuẩn chính xác gì cả. Nó có thể giúp chúng ta tính được cái tương giá trị tổng cái số lượng tiền tương đối cần phải bỏ ra để làm một cái công trình mái ngói. Đấy là toàn bộ những cái nội dung em muốn chia sẻ mọi người hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và nếu quý vị cần em tính giúp cái công trình của chúng ta hết khoảng bao nhiêu tiền, kể cả là không thi công ở bên em, thì quý vị có thể để lại bình luận, em sẽ tính giúp quý vị nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị.
Em xin chân thành cảm ơn ạ.